cái key level nó giúp cho mọi người là xác nhận cái con sóng nó đã xong chưa. Cái tỷ lệ đúng nó rất là cao, nó tầm khoảng 90-80-90%, đôi khi nó nhiễu thôi mọi người. Cho nên cái video này nó rất quan trọng cho những ai mà còn rắc rối ở cái khúc này. Thì anh chị em xem đừng có thua nhanh nha. Và chúng ta đi vào video thôi. Kiếm tiền là để hạnh phúc hay là bạn đang làm nô lệ cho nó? Hãy thức tỉnh. Khi bạn biết dành cuộc sống cho gia đình và mọi người, biết đủ, biết quý những gì đang có, cũng là lúc sinh ra một trader thập thụ. BH Trace. Ba cái đăng ký hay là comment cũng như like thì mọi người tự giác ha. Đó là cái động lực để anh đi làm video. Tại vì anh đi làm cho mọi người thôi. Anh đi được cái gì. Rồi còn lớp học miễn phí thì mọi người cứ tìm hiểu những video trước ha. Anh đi không nói nữa. Rồi chúng ta đi vào vấn đề chính thôi. Và mọi người nhìn thấy cái dòng đỏ này, ở đây có vẽ đó, thì mọi người thấy là nó tạo một cái xu hướng giảm đúng không nào, với cái đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước và cái đáy sau thấp hơn đáy trước thì tạo thành xu hướng giảm. Chúng ta cứ vẽ theo cái quy luật đó, tăng thì đỉnh sau cao hơn đỉnh trước, thì cứ như thế mà chúng ta làm thôi. Thì ngay chỗ đây thì chúng ta sẽ có được lần là một cái key level lớn đúng không. Và trong cái key level lớn này thì trong con sóng lớn này nó sẽ có con sóng nhỏ. Thì ở trong cái con sóng nhỏ màu xanh này thì nó có key level nhỏ giảm đúng không? Và khi giá nó phá qua rồi, đúng như nào? Nó phá qua key level nhỏ rồi thì chúng ta có quyền chúng ta canh, chúng ta buy lên cái key level lớn này. Hiểu không? Còn lên nữa thì chúng ta tính sau, cho nên ai đây khuyên chỉ nên buy về cái key level lớn này thôi. Và khi lên nữa thì chúng ta có được năm bước sóng là 1 2 3 4 5 rất rõ ràng. Thì ở trong con năm này chúng ta thấy nó cũng có những bước sóng hoặc là 1 2 4 5 chẳng hạn. Đúng không nào? Thì trong đó nó có đáy 4 này, thấy không? Và nó có cái key level. Và khi giá nó phá qua key level này thì chúng ta biết nó đang hình thành con A hoặc là con ABC gì đó, đúng chưa? Chúng ta giả lập ở đây chúng ta vẽ sóng là con A. Thì đây chính là con A và chúng ta xác nhận rằng là bộ sóng 1245 nó đã xong và nó trở thành cái bộ sóng điều chỉnh. Đúng chưa? Vậy thì cái giá trị của key level nó nằm ở đây. Chúng ta phải nắm và chúng ta phải luyện ha. Rồi, thì tiếp tục ở trong cái con A này thì nó có những cái bước sóng nhỏ. Đúng nào? Và trong những bước sóng nhỏ là này thì nó lại có những cái key level nhỏ. Thì cái key level nhỏ bây giờ hiện tại nó nằm ở đây. Thì chúng ta cứ lấy cái key level này làm chuẩn. Khi nào nó chưa phá qua được cái key level này thì khi đó chúng ta vẫn gì? Chúng ta vẫn theo xu hướng sell thôi. Đúng không? Và chúng ta vẽ này. Chúng ta thấy là cái key level nó nằm ở đây đúng không? Đó, cái đáy sau thấp hơn đáy trước và đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước đúng không nào? Đó. Và khi mà giá nó về đây thì chúng ta quan sát ha. Khi mà giá nó về đây, ở đây là cung H4 ha mọi người ha. Khi mà giá nó về đây thì chúng ta cứ quan sát và chúng ta thấy cái gì? Có một cái cặp nến đảo chiều nhấn chìm rất mạnh đúng không? Thì chúng ta qua đến 1 giờ chúng ta xem. Ở đây chúng ta thấy là nó ở đây có nó có một cái key level mà nó cũng phá này. Thì chúng ta đếm sóng xem. Ở đây là cú gì? Đúng không? Cú gì? Ở đây là 1 2 3 4 5 có thể là xong rồi. Thì ở đây chúng ta khi mà về key level mà chúng ta có cái tín hiệu mà sell như thế này thì chúng ta sell thôi. Về key level mà đây là cái gọi là sell theo key level ha. Chúng ta sell về cái vùng gọi là chúng ta sell về cái vùng dưới này. Đúng không? Nhưng mà mọi người nên nhớ này, những cái trường hợp này á có khả năng á thì ở đây nó có những cái Fibonacci thì chúng ta phải quản lý cái vùng Fibonacci cho chắc ăn nha. Ha. Chúng ta cứ quản lý lại đi cho chắc ăn. Chứ không nữa nó quay ngược lên là đó, quản lý cái vùng Fibonacci này. Ha. Chúng ta quản lý ở đây. Rồi chúng ta nhập. Rồi, chúng ta cho nó chạy. Đó, và khi đó thì giá bây giờ nó phá. Đó, và khi mà chúng ta vào thì cái cây nến đỏ này nè, chúng ta quản lý lệnh ở đây luôn. Tại vì khi cái nến đỏ này nó đóng thì chúng ta quản lý lệnh ở đây. Thì chúng ta kéo stop loss về cái vị trí 4 đi. Nó lên thì chúng ta vào lệnh tiếp. Thì ở đây chúng ta có cái gì? Chúng ta lại đếm sóng, chúng ta thấy này. Ví dụ như ở đây AD không có đếm đi mà AD vẽ một cái con sóng nó lên thôi. Đó, chúng ta vẽ một cái con sóng nó lên.
thì chúng ta thấy nó phá cái river rồi, phải không? Thì chúng ta biết rằng là đây là ví dụ như 1, 2, 4, 5 hay là ABC gì đi, hay là ở đây con A đi, thì ở đây thì đây nó đang hình thành con B, hoặc là ở đây là nó đang hình thành 1, 2, 4, 5 thì nó đang hình thành con ABC rồi, phải chưa? Và cái lệnh này chúng ta đã lời, đúng không nào? Và chúng ta cứ đợi tiếp này, nó xem như thế nào. Nó xuống thì chúng ta lời lệnh này ha. Rồi cái lệnh này coi như chúng ta chốt cũng đang ví dụ 80 đi, thì chúng ta chỉ có quỳ vốn là chúng ta lời rồi đó ha. Nên là tiếp tục chúng ta lại đợi, chúng ta lại đợi xem thử coi thị trường nó đi như thế nào, thì chúng ta lại vào lệnh tiếp. Thì nó vẫn chưa phá qua cái kia rồi, giảm ở trên kia, và bây giờ nó bắt đầu nó nhóm nhóm nó phá rồi nè, mọi người thấy không? Thì ở đây chúng ta thấy là nó bắt đầu nó phá qua rồi, thì chúng ta xem xét là chúng ta thấy này, ở đây là ABC rất thích hợp, đúng không? Thì chúng ta biết ngay đây là con 2, phải không? Và cái điểm stop loss của chúng ta là dưới đây rất là an toàn. Với cái lệnh này chúng ta đã win một cái phần cũng khá to rồi. Chúng ta để đây, rồi chúng ta có lấy cái vốn này chúng ta đập vào đây để chúng ta vào lệnh cũng được, đúng không nào? Thì khi mà giá nó chạm cái bờ rồi, chúng ta đợi nó lên xa tí đó đi, hoặc là nó không lên thì nó đi xuống thì chúng ta lại tính tiếp, đúng không? Thì ở đây nó lên xa này, thấy chưa? Nó lên như thế này thì chúng ta không phải lệnh được, chúng ta phải đợi nó hồi về ha. Chúng ta phải đợi nó hồi về, không thể nào khó mà vào lệnh cái kiểu này lắm. Thì ở đây chúng ta thấy là giá nó lên rất mạnh, mà mọi người thấy này, nó lên ở đây, cái vùng ở đây là cái vùng hỗ trợ cũng khá là mạnh. Mọi người yên tâm, nó sẽ giảm xuống thôi. Thì khi nó giảm xuống rồi chúng ta sẽ buy ha, chúng ta sẽ buy. Chúng ta thấy nó phá cái river rồi, ở đây là con 1, con 2, con 3 nó đang chạy, và ở đây cũng chính là con 1, con 2 tiếp này. Và điểm stop loss chúng ta lý tưởng là bây giờ nó nằm ở đây, và giờ có thể nó chạy con 3, con 4 gì đó. Và điểm stop loss lý tưởng của chúng ta là chúng ta sẽ lời dời lên đây ha. Rồi thì ở đây chúng ta sẽ có cái kilo vợ lớn nó nằm ở đây, đúng không nào? Nó nằm tút lút ở đây là đó, kilo vợ lớn nó nằm ở đây. Đây là kilo vợ tăng hồi nãy, đây là kilo vợ giảm, mình vẽ lại đi đó, kilo vợ giảm nó nằm tút lút ở đây là. Thì có nghĩa là có thể nó lên nữa, nên chúng ta đợi, chúng ta đợi. Ở đây chúng ta thấy là nó tạo một cái xu hướng tăng ha. Khi mà nó xuống rồi nó tạo xu hướng tăng, đúng không? Đó, nó phá cái river rồi, nó phá cái river giảm này, giảm nhỏ này, thấy không? Cái river nó giúp cho chúng ta nhiều lắm. Thì ở đây chúng ta có quyền lựa chọn vào hay là không vào là tùy mọi người. Tại ngay cái vùng này vùng nhạy cảm rồi, ở đây không vào ha. Đó, thì nó lên luôn đúng cái river đó thì phải chịu thôi. Tại vì cái vùng này vùng nhạy cảm rồi ha. Đó. Thì ở đây muốn nói cho mọi người cái gì? Đây là cái chức năng kilo vợ rất quan trọng. Thì ở đây thì khi mà nó phá kilo vợ này thì mọi người biết là nó đảo chiều. Vậy thì chúng ta ở đây chúng ta phải sống được là 1, 2, 4, 5, đúng không nào? Chúng ta phải được 1, 2, 4, 5, phải không? Chúng ta phải được 1, 2, 4, 5, bộ sống rất hoàn chỉnh. Và bây giờ nó đang chạy con A, vậy thì cơ cớ gì mà không đợi con B nó lên rồi mình hãy vào, đúng không? Thì bây giờ con A mà nó chạy xuống đây thì bây giờ chạy xuống đây nó retest lên rồi, đúng không nào? Chúng ta có thể vào lệnh một lệnh nhẹ ở đây. Chúng ta vào một lệnh nhẹ ở đây xem được bao nhiêu. Không được ha. Tỷ lệ RR rất là thấp. Chúng ta đáng lẽ chúng ta phải vào lệnh ở những cái cặp nến đảo chiều này này, như ở đây đã chỉ ấy. Nhưng mà thôi lỡ rồi. Nó đi xuống rồi ha. Nó đi xuống rồi thì thôi. Đó, bây giờ nó là gì? Nó có thể là nó là gì? Con xuống con A nè, bây giờ nó lên con B, phải không? Nó lên con B rồi nó lại xuống con C. Chúng ta đợi nó phá cái river rồi chúng ta tính. Nè, cái khúc này nè, cái nến bự này nè, chúng ta thấy cái thị trường nó ghê gớm không? Nó xuống nhanh trong nổi mà mình không có nền phá cái river nhỏ đâu. Chúng ta không còn cách nào, chúng ta ăn ít thôi, chứ đòi ăn nhiều thì không có vào lệnh được đâu. Chúng ta vào lệnh ngay cái cây nến lớn này, stop loss ở trên gì, trên đỉnh B là chắc chắn rồi, đúng không? Thì B về đâu? B về cái vùng này, ta chỉ được không được cao, đúng không nào? Vậy thì chúng ta đợi retest đi nào, retest đi, nó không retest luôn mọi người. Rồi, ok,
Thì khúc này thì chúng ta nó detect về. Thì đây là A, đây là B, đúng không? Và đợi nó phá kia vào nữa. Này, khi mà nó về cái vùng đỉnh đây rồi này, chúng ta đợi tí đi, phá kilover nữa này, theo nó không lên, nó retest lên, nó về thì nó phá rồi, nó phá tiếp một lần nữa rồi vào được rồi đó, vào đây này, nó phá đáy rồi này, phá kilover ngay đây này, thấy chưa, phá đây này đó. Rồi chúng ta tìm về cái vùng OV này, 2.55 rồi. Lệnh này win rất cao luôn, khó lỗ lắm. Nó quay xoay cho nó quay xuống rồi à. Giờ ở đây chúng ta quản lý lệnh rồi thì win ha. Đó, nó là như vậy, cái kilover nó rất là quan trọng ha. Đó. Thì ở đây thì chúng ta thấy là cũng như vậy, thì bây giờ chúng ta lại thấy ở đây nó lại cái con sóng hiện tại thì nó cũng lại phá kilover rồi. Phải chưa? Thì bây giờ ở đây là 1245 đi chẳng hạn, thì ở đây là con A. ABC phải chưa? Đó, kilover nó có chức năng như vậy thì có thể là cái xuống nữa. Ok, xin chào và hẹn gặp lại mọi người nha.